Úi giời. Ông bịp bạp, bịp bạp. Ông bịp cái gì? Sao lại bịp? Hai con này 7 chỗ anh mua về chạy lúc nào cũng đông khách luôn. 7 chỗ số tự động luôn. Mà anh biết khi mua mới con này nó hơn 4 tỷ đấy. Hơn 4 tỷ thì chạy taxi bao giờ nó mới vậy gỡ được vốn. À không, bây giờ em bán nhanh chỉ có hơn 300 thôi. Ủa thì sao mua mới hơn 4 tỷ mà bây giờ bán được hơn 300 thì nó đời hay là bây giờ nó chỉ còn 207 thôi. Mà em khẳng định anh mua về con này chạy không đông khách, mang đi giả xe em. Ủa nhưng mà nếu mà nhưng mà thì có chạy ngon không? Ôi số tự động 7 chỗ giảm xóc bóng hơi, cần số điện, cửa sổ trời đầy đủ hết, 7 chỗ cực kỳ rộng luôn. Ủa đâu anh xem là sao ngày xưa mua mới đắt tiền thế bây giờ lại rẻ thế là thế nào? Ôi thế nó mới hay chứ. Anh cứ xem đi. Anh mà chạy không đông khách mang giả xe em. Kiểu gì trả gỡ vốn có hơn 300 bạc. Ủa số tự động thật đấy này. Ồ, cần số điện luôn nhé. Được không? 7 chỗ số tự động. Mà trước mua mới hơn 4 tỷ á. Mua mới hơn 4 tỷ. Hơn 4 tỷ cơ à? Bây giờ em bán anh chỉ có hơn 300 thôi. Ui, 355 triệu đấy. Ủa thì rẻ bằng con Innova thì thế anh chơi loại này đi chạy taxi thì quá là kiếm ăn nhỉ? Cực kỳ là đông khách luôn. Hai con, một con màu vàng cát, một con màu đen, anh chọn màu nào cũng được. Ủa thì bảo hành cho anh chạy bảo hành không? Bảo hành chạy thoải mái đúng không? Ui chạy thoải mái cho anh chạy từ đây vào Nam luôn. Ồ rộng rãi 7 chỗ mà đẹp thế này mà trước mua đắt thêm bây giờ rẻ thế nhỉ? Ôi giờ hơn 4 tỷ. Hai con như nhau. Bảo hành chạy ngon đúng không? Bảo hành chạy ngon từ đây vào Nam. Thế cho anh lấy con này anh về chạy màu này, anh thích màu này này. À thế chốt nhá. Chốt con này đi. Ồ thôi được, được rồi. Chạy taxi con này này. Vào em viết giấy đó. Mà gần đây anh chuyển khoản luôn cho chú chuyển này. Chuyển khoản đi. Gần mãi mới bán cho anh được con đấy. Đấy con nhớ con này phải bảo hành chạy ngon nhá. Chạy ngon từ đây vào Nam. Nếu mà không đông khách lại mang giải em. Thôi được rồi. Ừ. Đó, chuyển khoản cho em xong rồi là lấy xe về. Đang chuyển khoản rồi. Đấy. Ờ em nhận được rồi. Rồi anh lấy xe về đi. Mãi mới bán được cho anh con. Ê, chúc anh đi tốt dùng bền nhé. Anh chạy thử mà nếu không ấy là anh quay lại anh giả. Được rồi, chúc anh đi tốt dùng bền. Cho anh ghế ra anh chạy thử anh về cái. Mãi bán được còn, khiếp thật. Ô, anh về nhá. Chạy ngon đấy nhỉ. Ờ, chúc anh đi tốt dùng bền. Anh về chạy xe có đông khách không? Ok. Úi giời. Ông bịp bạp, bịp bạp. Ô, bịp cái gì? Sao lại bịp? Xe ông bán tôi ông không bảo là xăng ăn bao nhiêu. Chạy taxi toàn lỗ vốn rồi. Đổ không đủ tiền đổ xăng luôn. Nhưng mà có đông khách không? Công nhận là đông khách thật ý, nhưng mà chỗ này xăng nó hốc này. Chạy taxi lỗ vốn thế. Nhưng mà 7 chỗ có rộng không? Rộng thì rộng rồi. Số tự động đi có nhàn không? Ừ, thì nhàn rồi. Thì con này là 3.0 thì đi nhàn khỏe. Rộng thì nó ăn tầm 12 lít là đúng rồi gì nữa. Ôi thế phải bảo anh là anh chỉ mua nếu mà dòng chạy dòng này người ta chỉ đi chơi đi ấy thôi. Mới anh ngồi ra chỗ anh em kia chạy đông khách hơn người ta luôn. Người ta bảo là chạy cái dòng này chỉ để đi chơi đi uống cà phê hay là đi ăn cỗ bàn thôi, chạy taxi không đủ tiền đổ xăng. Nói về nói cái mức nhiên liệu thì anh còn biết được anh chạy chứ. Nhưng mà anh có hỏi em đâu em bảo. Tưởng anh bán thì chúng phải tư vấn, còn anh mua về chạy dịch vụ con nào thì hợp lý thì chạy dịch vụ em tư vấn cho anh là số tự động đi nhàn chân. 7 chỗ rất rộng. Rộng đấy, mà dòng xe này chạy rất đông khách em nói chỉ đúng không có sai cái gì cả. Bây giờ người ta bán thì phải bảo là để người ta chạy taxi thì phải con kiếm con nó ăn ít xăng rồi chứ. Ừ. Nhưng mà con này đi đông khách thế em tưởng anh đông khách thì phải gỡ được chứ. Gỡ cái gì bây giờ chạy từ mấy ngày nay rồi anh chạy về hôm nào tính ra cũng âm đổ xăng cũng âm luôn. Ăn có 12 lít mà âm ra được. Ảnh sao ấy nhỉ? Bán thì phải tư vấn cho người ta cái mức tiêu hao nhiên liệu chứ bây giờ tự nhiên này mua về chết dở vợ. Thế thôi bây giờ con này bây giờ anh muốn tính như nào? Bây giờ tóm lại anh cầm xe đến anh giả chú đây chứ con này như này anh chạy mấy mà vẫn lợ. Không giả thì bây giờ không giả được rồi. Sao lại không giả được? Thôi bây giờ anh để đây em bán cho anh 355 triệu. Xong rồi là anh gửi đây em bán cho. Nó chạy dịch vụ đông khách như thế. 7 chỗ rộng rãi. Nhưng mà bây giờ nó không đủ tiền xăng đi chạy taxi con này cũng là mấy mà vỡ lợ anh bán đất đi luôn. Ừ, nhưng mà em có lừa anh đâu. Anh có hỏi em ăn bao nhiêu lít đâu. Đúng không? Dạ, bây giờ anh kiếm cho anh con nào chấm nó nhỏ con này không chạy được. Chạy chỉ đi chơi thôi. Chấm nhỏ thế mai anh quay đây. Em kiếm cho anh con chấm nhỏ. Từ giờ anh bán đến mai bán cho anh cái để anh đổi con chấm nhỏ. Anh cũng vẫn mua của chỗ chú thôi nhưng mà phải đổi cho anh con chấm nhỏ. Thôi được rồi. Đấy các bác nhá. 355 triệu, 207 số tự động. Bác nào có nhu cầu liên hệ em để cho. Chứ... hôm nay bán rẻ rẻ nó cũng bán đấy. Thì bán thu hồi vốn cho anh ngay. Được rồi, được rồi. Được rồi, thôi đấy bảo em lừa đến ngại. Thôi cứ vất đây để em bán cho nhá.
Rồi rồi rồi.